xe đã chạy. Tôi được vô lắm rồi. Wow, tôi là Thanh. Xin chào các bạn. Có vẻ như các bạn đã có cái thằng bà già này là ai rồi nhỉ? Đừng gặp cháu của bác thì bạn sẽ đọc. Đấy. Vì là sắp đến Halloween rồi, nên hôm nay tôi sẽ chui lại vào cái trường học này. Vì thế nên tôi mới có phi anh em xem chứ. Xem chứ. Bây giờ tôi phải kiểm soát đã. Vì thường thì như một loại phương nhiên của nhà già ở đây. Bà chủ nhớ thì mình phải chạy ở đây. Ông không ở đây hả? Bà già này chìa khóa này ở đây. Thì tôi xin thông báo với các bạn đó chính là vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi đã đến ngôi trường này. Tôi lắp mẹ camera. Bà đang lên đây rồi các bạn ơi.
Mình sẽ đợi bạn ra bên đây. Nào có thể vào đây này. Đùa đấy. Đợi cái gì? Đấy là mình khác, người ta cần đợi thôi. Thử mở lên xem được không nhá. Được à? Được. Chạy thôi. Chạy qua đây. Chạy thôi. Ok, video của mình này.